Xin chào các bạn, quay trở lại kênh YouTube của review. Và hôm nay thì mình sẽ gửi đến các bạn một video tư vấn mua điện thoại. Chắc hẳn các bạn đã quá ngấm ngầm với các smartphone tới từ Trung Quốc rồi đúng không nào? Thiết kế thì na ná giống nhau, cầm trên tay mà nhìn vào màn hình chắc chắn không thể nào nhận ra được hãng nào cả. Video này thì mình sẽ đem đến các bạn một smartphone có chất riêng, đó chính là chiếc Sony XZ1. Giá của nó chỉ có hơn 5 triệu đồng một chút. Vậy với tầm giá này thì chính xác chúng ta sẽ nhận được gì từ chiếc XZ1? Hãy cùng bắt đầu video này thôi nhé. Đầu tiên là so sánh về mức giá của chiếc Sony XZ1 với một số smartphone khác. Chính xác thì hiện tại Diệu Thông Minh đang bán chiếc XZ1 với giá là 5.590.000 đồng. Và giá này thì chúng ta sẽ có những lựa chọn như là chiếc Samsung Galaxy A30 hay là Xiaomi Redmi Note 7 Pro. Và điểm chung của cả hai chiếc điện thoại này đều chỉ hơn chiếc Sony ở màn hình có diện tích sử dụng và viên pin lớn hơn mà thôi. Còn lại về hiệu năng, camera, chất lượng tấm màn hiển thị thì Sony XZ1 có lẽ ăn đứt tất cả các smartphone trong tầm giá này rồi. Có chăng thì phải so sánh với các hàng giảm giá của HTC thì cũng 19-10, nhưng những chiếc smartphone này đã hết từ rất lâu rồi. Nhưng để mà mua chiếc Sony XZ1 thì lại khá là kén chọn vì thiết kế của chiếc điện thoại này. Chúng ta có một thiết kế phải nói là cực kỳ nam tính với mặt lưng kim loại và bốn góc vuông vức, và phía trên sẽ là cụm camera và cảm biến cực kỳ bắt mắt. Mặt trước chiếc Sony XZ1 là điểm chính mà việc nó kén chọn người mua đến vậy. Chúng ta sẽ có một màn hình có viền trên và dưới cực kỳ dày, nơi mà chứa cảm biến, camera và giải loa kép stereo. Và mặc dù là những sản phẩm đã qua sử dụng, nhưng hình thức của những chiếc Sony XZ1 vô cùng mới, không hề có cấn móp hay là bất kỳ vết rước nào, đặc biệt là chưa từng qua sửa chữa hay thay thế linh kiện, nên các bạn hoàn toàn yên tâm khi mua hàng. Về màn hình thì chúng ta sẽ có một màn hình, nếu tính theo tiêu chuẩn màn hình bây giờ thì đây sẽ là một màn hình bé với tỷ lệ là 16:9 và diện tích hiển thị chỉ là 67%. Tuy nhiên thì đây sẽ là một màn hình cực kỳ chất lượng. Với Sony XZ1 sẽ có màn hình LCD kích thước là 5.2 inch Full HD hỗ trợ HDR10, khả năng tái tạo màu sắc chân thật và góc nhìn rộng, hiển thị ngoài trời vô cùng tuyệt vời. Và cấu hình là một thứ các bạn quan tâm trên chiếc máy này. Sony XZ1 được trang bị phần cứng vô cùng mạnh mẽ, đó là con chip Snapdragon 835, RAM 4GB và 64GB bộ nhớ trong. Không chỉ vậy thì những người dùng đam mê công nghệ cũng có thể biết, phần cứng bên trong của Sony được trang bị cực kỳ tốt. Ví dụ như là tốc độ ghi và đọc trên chip thuộc dạng hàng đầu trong thế giới Android, hay là mic thu âm và loa thoại vô cùng chất lượng. Ngoài ra thì camera, mặc dù không có chế độ làm đẹp giống như các smartphone khác, nhưng cho phép tinh chỉnh chuyên sâu các thông số. Điều này rất phù hợp với dân thích chụp ảnh. Và trên đây là video tư vấn mua sản phẩm smartphone hot tại Diệu Thông Minh. Và các bạn nghĩ sao về chiếc Sony XZ1 này? Hãy để lại bình luận bên dưới video. Hiện sản phẩm này tại Diệu Thông Minh số lượng có hạn, nên các bạn nào muốn sở hữu thì hãy nhanh chân qua các showroom Diệu Thông Minh để đặt hàng. Đừng quên like và ký kênh để ủng hộ kênh YouTube của review. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video sau.